Sách Thi Thiên chương 8. Vinh quang của Đức Giê-hô-va và giá trị của loài người. Thi Thiên của David sáng tác cho nhạc trưởng dùng với nhạc cụ Kitit. Lạy Đức Giê-hô-va là Chúa của chúng con. Danh Chúa vang lừng trên khắp đất biết bao. Uy nghiêm Ngài vượt quá các tầng trời. Để đối lại các kẻ thù của Chúa, Ngài dùng miệng trẻ thơ và trẻ con đang bú mà lập nên sức mạnh Ngài, khiến bọn thù địch và kẻ báo thù phải nín lặng. Khi con nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã tạo dựng, loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa dựng nên loài người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người mão miệng vinh quang và tôn trọng. Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc của tay Chúa, khiến muôn vật phục dưới chân người. Tất cả loài chiên và gia súc cũng như các thú đồng, chim trời và cá biển cùng sinh vật bơi lội dưới biển. Lạy Đức Giê-hô-va là Chúa chúng con. Danh Chúa vang lừng trên khắp đất biết bao. Sách Ma-thi-ơ chương 8. Đức Chúa Giê-xu chữa bệnh phong hủi. Khi Đức Chúa Giê-xu từ trên núi xuống, đoàn người rất đông đi theo Ngài. Kìa, có một người phong hủi đến quỳ trước mặt Ngài và thưa: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, Chúa có thể khiến con được sạch. Đức Chúa Giê-xu đưa tay chạm đến người ấy và phán: Ta muốn, hãy sạch đi. Lập tức, người phong hủi được sạch. Đức Chúa Giê-xu căn dặn: Hãy cẩn thận, đừng nói gì với ai, nhưng hãy đi trình diện thầy tế lễ và dâng lễ vật mà Môi-se đã dạy như một lời chứng cho mọi người. Đức Chúa Giê-xu chữa lành đầy tớ viên đội trưởng. Khi Đức Chúa Giê-xu vào thành Ca-bê-na-um, có một viên đội trưởng đến nài xin Ngài: Thưa Thầy, đầy tớ của tôi bị bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm. Đức Chúa Giê-xu phán: Ta sẽ đến chữa lành cho nó. Viên đội trưởng đáp: Lạy Chúa, tôi không xứng đáng rước Chúa vào nhà, chỉ xin Chúa phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ được lành. Vì chính tôi ở dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi. Tôi bảo đứa này đi thì nó đi, bảo tên khác đến thì nó đến, và bảo đầy tớ tôi làm việc này thì nó làm. Nghe vậy, Đức Chúa Giê-xu ngạc nhiên và phán với những người đi theo Ngài rằng: Thật ta bảo các ngươi, ta chưa thấy ai trong Israel có đức tin như vậy. Ta bảo cho các ngươi biết, từ Đông Phương, Tây Phương sẽ có nhiều người đến ngồi cùng bàn với Abraham, Isaac và Jacob trong vương quốc thiên đàng. Nhưng các con của vương quốc lại bị ném ra chỗ tối tăm bên ngoài, nơi sẽ có than khóc và nghiến răng. Rồi Đức Chúa Giê-xu phán với viên đội trưởng: Hãy về đi, ngươi tin thể nào thì sẽ được thể ấy. Chính trong giờ đó, người đầy tớ được lành. Đức Chúa Giê-xu chữa lành bà già Phi-rơ và nhiều người khác. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu vào nhà Phi-rơ, thấy bà già ông bị sốt nằm trên giường. Ngài chạm tay vào bà, cơn sốt lìa khỏi bà, rồi bà đứng dậy và phục vụ Ngài. Tối đến, người ta đem đến cùng Ngài nhiều người bị quỷ ám. Ngài dùng lời phán đuổi quỷ ra và chữa lành mọi người bệnh tật. Như vậy, lời của nhà tiên tri Ê-sai: Chính Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta, đã được ứng nghiệm. Điều kiện theo Chúa. Khi thấy đoàn người rất đông vây quanh, Đức Chúa Giê-xu truyền lệnh đi qua bờ bên kia. Một thầy thông giáo đến thưa với Ngài: Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp: Con cáo có hàng, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ gối đầu. Một môn đồ khác thưa với Ngài: Lạy Chúa, xin cho phép con về chung cất cha con trước đã. Nhưng Chúa Giê-xu đáp: Hãy theo ta, để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Dẹp cơn bão biển. Đức Chúa Giê-xu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình, một cơn bão mạnh nổi lên trên biển đến nỗi sóng ập vào thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ đến đánh thức Ngài và kêu lên: Chúa ơi, xin cứu chúng con với, chúng ta chết mất. Ngài phán: Hỡi những người ít đức tin kia, sao các con sợ? Ngài liền đứng dậy quở gió và biển, chúng đều yên lặng như tờ. Các môn đồ rất kinh ngạc, hỏi nhau: Người này là ai mà cả gió biển và biển đều vâng lệnh người?
hai người bị quỷ ám ở Gadara. Khi sang bờ bên kia, vào địa phận Gadara, Đức Chúa Giêsu gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra. Chúng rất hung dữ, đến nỗi không ai dám đi qua đường đó. Chúng gào lên: "Hỡi con Đức Chúa Trời, chúng tôi có liên can gì với Ngài? Có phải Ngài đến đây để làm khổ chúng tôi trước hạn định không?" Bấy giờ cách đó không xa, có một đàn heo rất đông đang ăn. Các quỷ van xin Đức Chúa Giêsu: "Nếu Ngài đuổi chúng tôi ra, xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo kia." Ngài bảo: "Đi đi." Các quỷ liền ra khỏi hai người đó và nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn từ triền dốc lao xuống biển, chết chìm hết. Những kẻ chăn heo bỏ trốn, chạy về thành, thuật lại mọi việc, kể cả việc xảy ra cho hai người bị quỷ ám. Cả thành ra gặp Đức Chúa Giêsu. Khi vừa thấy Ngài, thì Ngài xin Ngài rời khỏi địa phận họ. Sách Các Vua Nhì, chương 7. Sự giải cứu Samari. Elise nói: "Hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán thế này: Ngày mai, vào giờ này, tại cổng thành Samari, 7 lít bột lọc sẽ bán 11 gam bạc, và 14 lít lúa mạch cũng bán 11 gam bạc." Quan hầu cận mà vua tựa vào tay nói với người của Đức Chúa Trời rằng: "Cho dù Đức Giê-hô-va có mở các cửa sổ trên trời, thì liệu điều đó có xảy ra không?" Elise nói: "Chính ông sẽ thấy tận mắt điều ấy, nhưng ông sẽ không được ăn." Lúc ấy, tại lối vào cổng thành có 4 người phong hủi. Họ nói với nhau: "Tại sao chúng ta cứ ngồi đây chờ chết? Nếu vào thành thì chúng ta sẽ chết đói ở đó, vì trong thành đang có nạn đói. Còn nếu cứ ngồi đây thì chúng ta cũng sẽ chết. Vậy bây giờ, chúng ta hãy qua trại quân Aram và hàng phục chúng. Nếu chúng để chúng ta sống thì chúng ta sẽ sống, còn nếu chúng giết đi thì đằng nào chúng ta cũng chết đó thôi." Vào lúc chạng vạng, các người phong hủi lên đường đến trại quân Aram. Nhưng khi đến đầu trại quân thì họ chẳng thấy ai ở đó cả, vì Chúa đã khiến quân Aram nghe tiếng xe, tiếng ngựa chiến và tiếng một đạo quân rất lớn, nên chúng nói với nhau rằng: "Kìa, vua Israel đã thuê các vua Hê-tít và Ai Cập đến đánh chúng ta." Vậy chúng liền trỗi dậy và chạy trốn lúc chạng vạng, bỏ lại các lều trại, ngựa và lừa. Chúng để nguyên doanh trại mà chạy trốn cứu mạng. Khi các người phong hủi đến đầu trại quân, họ vào một doanh trại ăn uống, rồi lấy bạc, vàng và quần áo đem đi giấu. Họ trở lại vào một doanh trại khác và cũng lấy những của cải đó đem đi giấu nữa. Bấy giờ họ nói với nhau: "Chúng ta đang làm điều không phải. Hôm nay là ngày có tin lành mà chúng ta nín lặng sao? Nếu chúng ta đợi đến rạng đông thì hình phạt chắc sẽ đổ trên chúng ta. Vậy chúng ta hãy đi báo tin này cho hoàng gia." Họ liền đi gọi người gác cổng thành và báo tin: "Chúng tôi đã đến trại quân Aram, không thấy ai ở đó cả và cũng không nghe tiếng người. Chúng tôi chỉ thấy ngựa và lừa đang bị cột, còn các lều trại thì vẫn y nguyên." Lính gác cổng liền gọi người báo tin ấy vào cung vua. Ban đêm vua thức dậy, nói với bầy tôi của mình: "Ta sẽ nói cho các ngươi biết những gì quân Aram định làm để hại chúng ta. Chúng biết chúng ta đang đói nên đã rút ra khỏi trại quân để phục kích ngoài đồng. Chúng nghĩ rằng khi dân Israel ra khỏi thành, chúng ta sẽ bắt sống chúng rồi vào chiếm thành." Một người trong bầy tôi của vua đề nghị: "Xin bệ hạ truyền cho vài người bắt 5 trong số những con ngựa còn lại đi do thám để xem thực hư ra sao. Dù sao chúng cũng sẽ cùng chung số phận với đoàn dân Israel còn lại đang chết dần ở trong thành mà thôi." Vậy họ lấy 2 cỗ xe và thắng ngựa vào, rồi vua sai người đuổi theo quân Aram và truyền: "Hãy đi xem thế nào." Họ đuổi theo chúng đến sông Giô-đanh. Suốt quãng đường ấy, họ thấy đầy những quần áo và đồ đạc mà quân Aram đã ném xuống trong lúc hốt hoảng chạy trốn. Các sứ giả trở về trình lại với vua. Dân chúng liền kéo ra cướp đoạt trại quân Aram. Vì thế mà 7 lít bột lọc bán 11 gam bạc và 14 lít lúa mạch cũng bán 11 gam bạc, đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Lúc ấy, vua đã chỉ định quan hầu cận mà vua tựa vào tay phụ trách việc kiểm soát cổng thành. Dân chúng đã dẫm chết ông ấy tại cổng thành.
đúng như người của Đức Chúa Trời đã nói khi vua đến gặp người. Thật vậy, khi người của Đức Chúa Trời nói với vua rằng, ngày mai vào giờ này, tại cổng thành Samari, 14 lít lúa mạch sẽ bán 11 gam bạc và 7 lít bột lọc cũng bán 11 gam bạc, thì quan hậu cận có nói với người của Đức Chúa Trời rằng, cho dù Đức Giê-hô-va có mở các cửa sổ trên trời, thì liệu điều đó có xảy ra không? Elise nói, chính ông sẽ thấy điều ấy tận mắt, nhưng ông sẽ không được ăn. Và việc đã xảy đến cho viên quan ấy đúng như thế. Dân chúng đã giẫm chết ông tại cổng thành. Sách Các Vua Nhì, chương 8. Người phụ nữ Sunem được trả lại sản nghiệp. Bấy giờ, Elise bảo người phụ nữ có đứa con trai mà ông đã khiến sống lại rằng, bà hãy mau đem gia đình đến ở tạm nơi nào sống được, vì Đức Giê-hô-va sẽ khiến nạn đói xảy ra trong xứ và sẽ kéo dài đến 7 năm. Người phụ nữ ấy liền làm theo lời của người Đức Chúa Trời, cùng gia đình mình đến cư ngụ trong đất Philippines 7 năm. Cuối 7 năm, người phụ nữ ấy từ đất Philippines trở về. Bà đến kêu nài với vua về việc nhà cửa và đồng ruộng của mình. Lúc ấy, vua đang nói chuyện với Gê-ha-si, đầy tớ của người Đức Chúa Trời. Vua bảo, hãy kể cho ta nghe tất cả những việc lớn lao mà Elise đã làm. Gê-ha-si đang thuật lại cho vua nghe việc Elise đã khiến người chết sống lại thế nào. Thì kìa, người phụ nữ có đứa con trai mà Elise đã khiến sống lại, đến kêu nài với vua về việc nhà cửa và đồng ruộng của mình. Gê-ha-si liền nói, tâu bệ hạ là chúa tôi, đây là người phụ nữ và đây là con trai bà mà Elise đã khiến sống lại. Vua hỏi người phụ nữ và bà kể hết mọi việc cho vua nghe. Rồi vua chỉ định một quan chức triều đình giải quyết việc kêu nài của bà và dặn rằng, hãy giúp bà ấy lấy lại tất cả tài sản của bà, kể cả hoa màu của đồng ruộng từ ngày bà rời khỏi xứ cho đến nay. Hazael giết Ben-hadad. Elise đến Đa-mách vào lúc vua Aram là Ben-hadad đang bị bệnh. Khi người ta báo tin cho vua, có người của Đức Chúa Trời đã đến đây, thì vua bảo Hazael, hãy đem theo một lễ vật đến gặp người của Đức Chúa Trời. Người sẽ nhờ người cầu hỏi Đức Giê-hô-va xem ta được lành bệnh này không. Vậy Hazael đến gặp người của Đức Chúa Trời, đem theo một lễ vật gồm tất cả những gì tốt nhất tại Đa-mách, chất đầy trên 40 lạc đà. Ông đến ra mắt Elise và nói, con trai ông là Ben-hadad, vua Aram, sai tôi đến ông để hỏi rằng, tôi sẽ được lành bệnh này không? Elise đáp, hãy đi nói với vua, bệ hạ chắc chắn sẽ được lành bệnh. Nhưng Đức Giê-hô-va đã cho ta biết, vua chắc chắn sẽ chết. Elise nghiêm nét mặt, nhìn chằm chằm Hazael đến nỗi ông phải ngượng. Rồi người của Đức Chúa Trời cất tiếng lên khóc. Hazael hỏi, tại sao chúa tôi khóc? Elise đáp, vì ta biết ngươi sẽ gây thảm họa cho dân Israel. Ngươi sẽ phóng hỏa các thành trì kiên cố của họ, dùng gươm giết các thanh niên, chà nát trẻ con và mổ bụng đàn bà có thai. Hazael hỏi, nhưng đầy tớ ông là ai? Chẳng qua là một con chó đó thôi, thì làm sao có thể làm được việc lớn lao đến thế? Elise đáp, Đức Giê-hô-va đã cho ta biết rằng ngươi sẽ làm vua Aram. Hazael rời khỏi Elise và trở về với chủ mình. Vua hỏi, Elise đã nói với ngươi thế nào? Hazael tâu, Elise nói với hạ thần rằng bệ hạ chắc chắn sẽ lành bệnh. Nhưng qua hôm sau, Hazael lấy một cái mền nhúng nước và đem phủ lên trên mặt Ben-hadad cho đến khi vua chết. Rồi Hazael lên ngai kế vị. Joram làm vua Juda. Vào năm thứ năm đời trị vì của Joram, con Ahab, vua Israel, khi Josaphat còn làm vua Juda, thì Joram, con Josaphat, bắt đầu trị vì. Joram lên ngai lúc được 32 tuổi và trị vì 8 năm tại Jerusalem. Vua đi theo đường lối của các vua Israel như nhà Ahab đã làm, vì vua đã cưới con gái Ahab làm vợ. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, nhưng vì David, đầy tớ của Đức Giê-hô-va, nên ngài không muốn hủy diệt Juda như lời ngài đã phán hứa với David là để dành cho người một ngọn đèn trước mặt người mãi mãi. Trong đời trị vì của Joram, người Edom nổi dậy chống lại sự thống trị của Juda và lập lên một vua cho mình.
Bấy giờ, Joram kéo quân sang Syria, đem theo tất cả chiến xa của mình. Ban đêm, vua trỗi dậy, đánh quân Edom đang bao vây vua và các quân chỉ huy chiến xa, nhưng quân lính của vua thì bỏ trốn về trại mình. Như thế, người Edom đã nổi dậy và không còn thần phục Juda cho đến ngày nay. Cùng lúc ấy, Libna cũng nổi dậy. Chẳng phải các việc khác của Joram và tất cả những việc vua làm đều đã được chép trong sách lịch sử các vua Juda sao? Joram ăn giấc cùng tổ phụ và được an táng với họ trong thành David. Achazia, con trai vua, lên ngai kế vị. Achazia làm vua Juda. Vào năm thứ 12 đời trị vì của Joram, con Ahab, vua Israel, thì Achazia, con Joram, vua Juda, lên ngai trị vì. Achazia lên ngai vua lúc được 22 tuổi và trị vì một năm tại Jerusalem. Mẹ của vua tên là Athali, cháu của Omri, vua Israel. Vua đi theo đường lối của nhà Ahab, làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va như nhà Ahab đã làm, vì vua có liên hệ hôn nhân với nhà Ahab. Vua cùng với Joram, con trai Ahab, tiến đánh Hazael, vua Aram, tại Ramoth-Gala'ad. Nhưng quân Aram đã đánh Joram bị thương. Vậy, Joram trở về Gít-rê-ên để chữa trị những vết thương bị quân Aram đánh tại Ramoth khi đánh nhau với Hazael, vua Aram. Achazia, con Joram, vua Juda, đi xuống Gít-rê-ên thăm Joram, con Ahab đang nằm điều trị tại đó.